Chào các bạn, trong video này thầy gửi đến bạn một câu được trích trong cái nội dung thi vào lớp 10 chuyên hóa. Đó là cái dạng toán khi cho CO2 đi tác dụng với hỗn hợp gồm có muối tan và bazơ tan. Đây như sau: hấp thụ 6,72 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO32M và Na2OH2M, thu được dung dịch X. Cho BaCl2 vào dung dịch X tính khối lượng kết tủa thu được. Bài này chúng ta làm như sau. Em đi tính cho thầy mol CO2 bằng bao nhiêu? Mol Na2CO3 và mol NaOH, tính cho thầy đi em ơi. Dạ là 01 a 03 02 02 thôi. 03 02 02. Rồi, đây là cái dạng toán mà người ta cho chúng ta kiểu bài toán thuần. Bài toán thuần nghĩa là gì? Bài toán thuần là người ta cho chúng ta tất cả cái số liệu của các chất tham gia, yêu cầu chúng ta là tính các cái sản phẩm, thì đây gọi là toán thuần. Đây chúng ta nhớ thầy như sau: khi chúng ta cho CO2 và hỗn hợp có chứa muối và bazơ, thì chúng ta có thứ tự sẽ ra như sau. Đầu tiên á, là CO2 sẽ đi tác dụng với bazơ. Bây giờ trước để tạo thành muối trung hòa Na2CO3 cộng cho H2O. Mình cân bằng 2 NaOH. Rồi chúng ta có như thế này. Số mol CO2 là 0,3 mol. Số mol NaOH là 0,2. Thì đây mình nhìn thấy này. Ở đây mình thấy là cái mol NaOH chúng ta sẽ là hết, còn CO2 sẽ dư, đúng không em? Như vậy nếu nào hát hết thì số mol CO2 bây giờ là 0,1. Cho nên chuyển qua đây là 0,1. Như vậy sau vẫn 1 nè. Sau vẫn 1 thì em thu được gồm có Na2CO3 và CO2 dư. CO2 dư bao nhiêu nhỉ? Ban đầu là 0,3 phản ứng 0,1 thì dư lại là 0,3 trừ 0,1 còn là 0,2 mol. Tiếp theo, Na2CO3 chúng ta bây giờ sẽ có hai nguồn. Nguồn thứ nhất đó là gì? Đó là tạo thành đây là 0,1 và cái tiếp theo nữa là ban đầu có sẵn là 0,2. Như vậy tổng số mol bây giờ nó sẽ là không mấy? 0,1 cộng cho 0,2 và bằng 0,3 mol. Có ý kiến gì không ạ? Ý kiến gì không? Dạ không. So với dạng toán hôm trước mình học là cho axit và hỗn hợp chứa muối, bây giờ thì nó dạng toán này nó dễ hơn rất nhiều. Và dễ như thế nào thì chúng ta phải hiểu được thứ tự. Bài này chỉ cần ghi sai phương trình là sai hết, được chưa? Khi đó cái CO2 chúng ta còn dư sẽ đi tác dụng với Na2CO3 và nước có trong dung dịch để tạo thành NaHCO3. Số mol CO2 chúng ta có rồi, 0,2 mol. Na2CO3 là 0,3 mol. Chúng ta tiến hành so sánh mol. Mình cân bằng thì ở đây đặt 2 vào NaHCO3 là xong. Mol CO2 là 0,2 hết. Na2CO3 là 0,1. Xin lỗi, phần 0,2 dư lại 0,1. Cái này tạo thành 0,2. Tạo thành 0,2. Cái sai lầm lớn nhất của bài toán này nằm ở đây. Đó như bạn lấy nước vô đây là 0,1, cuối cùng là nước hết, mang kia dư, vô lý. Nghe rõ không em ơi? Cái sai lầm lớn nhất của bài toán này là mình làm như vậy đó. Em biết tại sao sai không? Vì nước ở đây không phải là nước do một sinh ra tác dụng, mà nước đây có sẵn trong dung dịch nữa, như vậy nước luôn luôn dư, hiểu không? Còn nếu em so sánh mol á, nếu nước không một, nước tại đây là không một này, thì chuyển qua Na2CO3 là không một, CO2 là không một, như vậy cả hai đều dư, mà CO2 dư tổng muối trung hòa, nghe vô lý thật, hiểu không bạn ơi? Đó là cái sai lầm và đây là phương trình thứ hai. Như vậy sau phản ứng 2 thì chúng ta thu được
Sau phần 2 em ơi. Thì mình thu được dung dịch này. Dung dịch này chứa cái gì? Đó là chứa Na2CO3. Số mol là bao nhiêu? Số mol là là 01. 0,1 mol. NaHCO3 nữa. Thầy ơi, hình như NaHCO3 là 04 sao thầy? Ừ, chuyển qua, đúng rồi. 0,4 em ạ. Là 0,4. Cái kính hiệu này không ạ? Dạ không. Rồi không đi tiếp nha. Nhờ tiếp. Rồi, như vậy khi đó chúng ta sẽ có cái gì? Như vậy khi đó người ta cho dung dịch X này đúng không em? Đây là dung dịch X. Đi tác dụng với BaOH hai lần dư. Trong hai chất trong dung dịch X thì bạn biết này. BaCl2 dư là muối. Đây cũng là muối. Điều kiện để hai muối tác dụng với nhau đó là nó sẽ ra phần trao đổi bằng chất là bari. Bari này, bari sẽ kết hợp với CO3 để tạo thành BaC3 tụ A cộng cho NaCl. Như vậy Na2CO3 chắc chắn tác dụng bởi vì sinh tụ A. Còn cái bari nếu kết hợp với HCO3 thì tạo thành BaHCO3 tất cả hai lần tan. Na kết hợp với clo tan, như vậy hai chất tan thì không xảy ra. Như vậy trong hai chất này chỉ có Na2CO3 tác dụng, thế thôi. Na2CO3 đi tác dụng với BaCl2. Ở đây em sẽ tạo thành BaCO3 cái tủa màu trắng cộng natri kết hợp với clo NaCl. Vì BaCl2 dư nên số mol sẽ Na2CO3 sẽ là hết 0,1. Mình chuyển qua đây nó là 0,1 mol. Và từ đây em sẽ tính được khối lượng tủa là khối lượng của BaCO3 và bằng 0,1 nhân m lớn. M lớn của BaCO3 là 197. Và ở đây mình tính ra bằng 19,7 gram. Thế thôi, và ra đây là đáp số cuối cùng. Rồi. Các bạn nào có ý kiến gì không ạ? Thầy ơi, cho em hỏi là em học có phương trình viết BaCl2 tác dụng với NaHCO3, nó vẫn có phương trình. Không có em ơi, nếu vậy là sai bản chất ạ. Sai nha. Alo. Về bản chất sai em nha. Ở đây có thể trùng nhớ nhầm ở trong ạ. Cái thằng Ba, thằng Na2CO3 với NaBaCl2 không tác dụng được với nhau đây. Đây. BaCl2 cộng cho NaHCO3 rồi. Theo trung thì nó sản phẩm nó tạo thành gì trung ơi? Theo em nghĩ là mình nên đun nóng lên nữa để cho cái NaH Cái đó là khác rồi, số khi người ta đun nóng thì nó biến đổi rồi. Nếu mà đun nóng á, 3 nó nếu mà đun nóng là thằng này sẽ biến đổi về Na2CO3, CO2 và H2O. Được chưa? Nếu đun nóng là có xảy ra, bởi vì khi đó nó sẽ tạo thành Na2CO3 và chính Na2CO3 mới tác dụng bên kia được. Hiểu chưa? À, dạ em hiểu rồi. Ở đây người ta cho dung dịch mà chứ đâu phải cho đun nóng đâu. Hiểu chưa? Dạ. Rồi có ý kiến gì nữa không? Rồi nếu không ý kiến nữa thầy xin phép dừng câu hỏi này lại đây tại đây nha.